cảnh sát, xe tăng và quân đội được điều động để duy trì ổn định tình hình Trung Quốc. Những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm cả Thượng Hải, Quảng Châu và Bắc Kinh. Căng thẳng xã hội gây ra do phong tỏa kéo dài và lặp đi lặp lại cũng vô cùng lớn. Nhằm tạo ra câu chuyện chính thức về COVID-19, giới lãnh đạo Trung Quốc đã so sánh sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể của người dân Trung Quốc với sự thiếu kiên nhẫn và chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người dân Trung Quốc cũng đang cạn dần. Các cuộc biểu tình dẫn đến bạo động ngày càng nhiều và lớn hơn. Trung Quốc đang nới lỏng hạn chế chống COVID-19 để xoa dịu người biểu tình. Một số biện pháp nới lỏng đã được ban bố. Chính phủ dường như đang đổ lỗi cho các lãnh đạo địa phương đang hiểu sai các chính sách của nhà nước, đồng thời đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng là người già. Đồng thời, một lực lượng an ninh khổng lồ đã được điều động đến các khu vực nhạy cảm để đảm bảo tình hình sẽ được kiểm soát. Trên một số video, người ta nhìn thấy những đoàn nhân viên an ninh đến hàng nghìn người đang trên các tuyến phố tại một số thành phố như Quảng Châu, Hàng Châu. Thậm chí xe tăng và quân đội cũng đã xuất hiện trên một số thành phố của nước này.